Anh xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh vlog của Trang. Các bạn có biết không, đối với những bạn mà chưa từng học tiếng Hàn bao giờ đó, cái việc mà đọc tên người Hàn thì thực sự rất rất là khó luôn. Và theo mình thấy thì khoảng 90% những bạn mà chưa từng học tiếng Hàn bao giờ đó đọc sai tên tiếng Hàn là chuyện rất là bình thường. Tất cả chúng ta đều biết rằng là tiếng Hàn được phiên âm qua chữ tiếng Anh, cho nên là cái việc đọc của chúng ta phải theo cái quy tắc tiếng Anh, mà thậm chí là cho dù là người Anh, người Mỹ đi chăng nữa, người ta đọc những cái tên như vậy đều sai hết. Và các bạn sẽ nghĩ rằng là thôi đọc sai tên thì đâu có gì quan trọng lắm đâu, miễn sao mình biết chút xíu là được rồi. Nhưng không các bạn ạ, một ngày kia đột ngột các bạn đi làm cho một công ty Hàn Quốc nào đó, hoặc là quan trọng hơn nữa chính là một ngày nào đó idol của các bạn, thần tượng của các bạn đi về Việt Nam và các bạn ra ngoài sân bay để các bạn đón. Trời ơi, với một tinh thần rất là háo hức, ôi sắp tới rồi, đột ngột người ấy mở cửa ra, bước vào cái lộn sân bay gì có cửa cửa tự động, thì đột ngột cái thần tượng các bạn thích á vừa bước ra khỏi sân bay, các bạn la lên oppa oppa Lee Chung Suk. Rồi xong cái oppa đó nghe trong đầu bà mẹ nó, chứ nó gọi đứa nào kìa ta, chứ phải gọi tao đâu. Thế nên người thiệt hại là ai? Là chúng ta, những người mà chúng ta không biết cách phát âm tên tiếng Hàn sao cho thiệt là chuẩn. Và đặc biệt các bạn biết không, lỡ mà các bạn đi vô công ty các bạn làm á, mà các bạn đọc sai tên người sếp á, chắc là cũng bình thường thôi, sếp chắc cũng chẳng nói gì các bạn. Bởi vì đơn giản chúng ta là gì? Chúng ta là người Việt Nam, cho nên đọc sai tên là chuyện bình thường thôi, không có gì hết. Nhưng mà các bạn phát âm tên của sếp các bạn đúng thì sao? Đương nhiên là ông sẽ đọc sẽ thích bạn hơn rất là nhiều rồi. Và hôm nay qua vlog này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đọc tên người Hàn sao cho thiệt là chuẩn như là người Hàn mà không cần phải học tiếng Hàn nha. Ok. À các bạn ơi, và trước khi bắt đầu vlog ngày hôm nay á, mình có đôi lời muốn chia sẻ với các bạn về một cái chương trình học bổng lên đến tận 45 triệu cho các bạn muốn đi du học Hàn Quốc. Nên các bạn nhớ xem hết vlog của ngày hôm nay nha. Và vlog ngày hôm nay chúng ta chia làm hai phần tất cả. Phần đầu tiên chính là họ của người Hàn Quốc, và phần thứ hai là tên. Bắt đầu với phần họ này nha. Cái họ đầu tiên mình muốn các bạn biết đầu tiên nhất đó chính là họ Giang. Họ Giang nghe kỳ quá ha. Các bạn hay đọc tên của mình á, Giang Hồng Ân. Khi nào ra ngoài đường á, có nhiều bạn gọi mình là ê, ông Giang Hồng Ân kìa, Giang Hồng Ân kìa. Nhưng mà có một chút gọi là hơi sai sai chút xíu. Chữ Giang này đúng là người Việt mình hay đọc là Giang. Và thậm chí mình là lúc đầu mình chưa học tiếng Hàn bao giờ, mình cũng sẽ đọc là Giang là chắc chắn thôi, Giang Đông Gun chẳng hạn. Nhưng mà đọc Giang như vậy là sai. Các bạn phải đọc chữ này là chữ Trang, là chữ chờ đó các bạn. Nên đọc là chữ Trang là đúng nhất. Và chúng ta sẽ có là Trang Đông Gun là một trường hợp điển hình cho cái tên này, hoặc là Trang Mon nếu các bạn thích. Ok. Và nếu các bạn muốn biết cái họ Trang này nghĩa là gì đó, nghĩa là họ Trương nếu các bạn muốn đổi tên mình qua tên tiếng Hàn nha. Cái họ tiếp theo mà rất rất nhiều người Việt tụi mình hay mắc phải đó chính là họ Choi. Họ Choi trời ơi, gặp hoài luôn á. Và thậm chí chị mình đi làm công ty Hàn Quốc, chị mình hay ngồi kể chuyện với mình kêu là ông Choi thế này, ông Choi thế kia. Nhưng mà thực tế không có cái họ nào gọi là họ Choi đâu nha các bạn nha. Mà chỉ có họ là họ Choi. Cái từ Choi này các bạn phải đọc đúng là Choi. Nên là khi mà các bạn gọi ông sếp mình hay là những người ca sĩ, nghệ sĩ có chữ Choi như thế này, đặc biệt là Choi Woo Sik, thì chúng ta sẽ đọc là Choi Woo Sik. Tiếp theo đó chính là họ O. Trời ơi, họ này nghe ngộ ghê ha, nghe như là O Naru Sarange. Và thực tế cách để đọc đúng cái họ O hay là chữ O, O. Và chúng ta sẽ có một idol rất là nổi tiếng đó chính là Oh Sehun. Có cái tên họ là O như thế này, và các bạn nên đừng đọc là O hay là O hay là, chứ mà chỉ đọc là O, O như chữ O bình thường của tiếng Việt Nam mình thôi là được rồi. Công nhận những người mà có họ O thường khá là đẹp trai các bạn, thấy không? Tiếp theo cái họ cũng khá là mắc cười và vô duyên đó chính là họ Lim. Không hiểu sao người ta dịch ra được cái họ mà họ Lim nữa chứ. Trong khi tiếng Hàn không có cái họ nào đọc là họ Lim hết các bạn ạ. Mà chỉ có một họ đó chính là họ Im. Thì ngộ một cái là rõ ràng chữ này là chữ Y và M, là Im ghi là Im đi, mà người thích phiên âm là chữ Lim mình cũng chẳng hiểu tại sao. Ví dụ chúng ta sẽ có một thần tượng của nhóm nhạc rất là nổi tiếng Cherubaby trong tôi Him Lê. Đó chúng ta sẽ có Twice, và đó chính là Im Na Yeon, chứ không có ai tên là Lim Na Yeon hết các bạn nha.
Và cái hỏi tiếp theo nghe rất là hip hop luôn, yo 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 yo, nghe tên rất là hay đúng không mọi người? Nhưng mà không có cái họ đọc là họ yo 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 vậy đâu, mà họ này là họ you you nha các bạn nha. Rõ ràng hai chữ O nghe hip hop vậy mà hip hop never die, cục khoai không bao giờ cắn hết. Đó chính là họ you chứ không có họ yo nha các bạn nha. Và cái họ rất hip hop như vậy, chúng ta sẽ có một người rất là nổi tiếng và đẹp trai cực kỳ, một diễn viên, nam diễn viên điện ảnh nổi tiếng, You Are In. Đấy, chúng ta sẽ có phiên âm tiếng Việt mình đọc là Yo hay là Yo Are In, nhưng mà thực tế các bạn phải đọc là You Are In, chứ đừng đọc là Yo hoặc là Yo hoặc là Yo 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 nha, kỳ lắm á. Mặc dù còn rất nhiều cái họ nữa, nhưng mà mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái họ cuối cùng mà cũng rất là thú vị, đó chính là họ Lee. Họ Lee ghi rõ ràng là nghe như Lý Tiểu Long á, đúng rồi. Cái họ này thực tế mình đọc theo lịch sử thì cái họ Lee, họ Lý này nè là được Trung Quốc ban cho Hàn Quốc cái họ này. Đúng là như tiếng Hán chúng ta sẽ đọc là Lee này nọ đúng không? Nhưng mà tiếng Hàn không có chữ họ Lee nào hết các bạn à, mà chỉ có họ Y thôi. Y cái gì đó đó thôi. Ví dụ chúng ta sẽ có là Y Chun Ki chẳng hạn, hoặc là Y Quang Su, chứ không có họ Lee Quang Su hoặc là Lee Chun Ki các bạn nhớ nhé. Và đó là tất cả những cái họ tên tiếng Hàn mà mình muốn chia sẻ cho các bạn. Và bây giờ đến cái phần còn khó hơn cái họ nữa, đó chính là cái phần tên. Hôm nay mình sẽ ngắn gọn cho bạn một vài tên để các bạn dễ gặp và các bạn dễ đọc nhất nha. Cái tên đầu tiên mà chúng ta rất là hay gặp đó chính là Yeon. Trời ơi, hồi đó mình rất là thích hâm mộ thành viên Park Ji Yeon của Tiara. Mà nói như vậy đến khi bây giờ mình nghe lại mình nghe Yeon là ai mình cũng chẳng biết đâu các bạn hả. Nhưng mà để đọc đúng cái tên này các bạn nên đọc chữ E O này, thực tế các bạn nên đọc là chữ Yo, nên là đi chung với N sẽ là Yeon. Và chúng ta sẽ có là Yeon. Chúng ta sẽ có một vài người nổi tiếng có cái tên này như là Soyeon. Soyeon thì có Soyeon của Tiara và Soyeon của la 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 G-I-D-R. Đúng rồi, mình quên mất tên nhóm cho nên mình phải ngồi mình hát chút xíu để mình nhớ đây tên nhóm. Cho nên thay vì các bạn đọc là Yeon nghe kỳ quá, chúng ta đọc một chữ duy nhất thôi là chữ Yeon. Tiếp theo đó chính là cái từ này E-U-N, trong sách là Eun đúng không? Hồi đó mình đọc chắc chắn 100% là mình đọc là Eun và đọc là Uen. Nhưng mà thực tế không có cái phần Uen hay là phần Eu gì đó đâu các bạn à. Mà Eu này các bạn chỉ cần đọc đúng một chữ mà Việt Nam mình có đó chính là chữ Ư đó các bạn. Cho nên khi đi với N sẽ là Un. Và chúng ta sẽ có một số những người nổi tiếng rất là nổi tiếng như là Cha Eunwoo các bạn. Đẹp trai quá, đẹp trai ghê luôn ha. Và đối với những người mà đẹp trai chúng ta nên đọc tên đúng nha các bạn nha. Chúng ta sẽ đọc là Cha Eunwoo, được chưa? Cha Eunwoo nha các bạn nhé. Tiếp theo đó chính là chữ này, Huynh. Trời các bạn ơi, hồi đó mình rất là hay thường xuyên đọc cái chữ này là chữ Huynh. Vậy mà hồi đó cứ nghe mình đọc những cái từ này, thôi mình đọc vậy là đúng rồi. Nhưng mà thực tế không có chữ Huynh ở đây nha các bạn nha. Ví dụ như nó sẽ có thành viên của 4 Minute là Huynh nha. Wan song ong tong in nam bai ke. Không có ai tên là Huynh A hết, mà cái từ Huynh này các bạn nên đọc là chữ Hyun. Đọc nhanh là sẽ đọc là Hyun. Vậy mà sẽ có là Hyun A chứ không có đọc là Huynh A nha. Mà nói từ Huynh này mình nhớ một anh rất là đẹp trai, mình đã vô tình hai người đi ngang qua nhau trong cái đợt Mama mà mình đã từng thông dịch lần trước. Đó chính là anh Min Hyun đẹp trai. Trời ơi các bạn ơi, mình phải kể các bạn cái bài này bao nhiêu lần là Min Hyun ở ngoài nhìn rất là đẹp trai luôn đó. Và một khi đã là trai đẹp, chúng ta nên tôn trọng cái quy tắc của mình, đó chính là gì? Đọc tên cho đúng. Và chúng ta sẽ đọc là Min Hyun, đừng đọc là Min Huyên nha. Quê quá trời quê luôn á. Và đây sẽ là cái tên cuối cùng của ngày hôm nay, đó chính là Suk. Suk như hồi nãy mình vừa mới mà la hét oppa ở ngoài sân bay đó. Thì có ai tên là Suk không trời? Không có ai tên là Suk hết. Mà cái từ này các bạn nên đọc đúng, đó chính là chữ Sok. Vô duyên ga u bắt đầu thành o nữa rồi kìa. Đó cho nên các bạn phải đọc là Sok cho đúng nha. Chúng ta sẽ có là Y Chung Sok chứ không có ai đọc là Ly Chung Sok đâu nha. Nghe tên mà thấy cục xúc dễ sợ luôn á.
Và vlog ngày hôm nay mình chỉ muốn giới thiệu cho các bạn đơn giản một chút xíu về những cái tên Hàn Quốc mà chúng ta có thể đọc được một cách đơn giản nhất. Và đương nhiên là sẽ có rất là nhiều cái tên khác nữa, nhưng mà vlog ngắn như thế này thì mình không thể nào mà chia sẻ cho các bạn hết. Và nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm nhiều các cách đọc về tên của các idol thần tượng mà mình vẫn chưa nêu ra trong vlog ngày hôm nay, các bạn có thể comment ở phía dưới và mình sẽ tổng hợp lại và sẽ làm một cái vlog tiếp theo nếu các bạn thích nha. Ok. Và trước khi kết thúc vlog ngày hôm nay, mình có đôi lời muốn chia sẻ với mọi người. Hiện tại thì mình đang hợp tác với công ty du học Nhất Phong, là một công ty du học rất là uy tín, hợp tác với hơn 50 trường ở Hàn Quốc. Đặc biệt là Nhất Phong có đến 4 chi nhánh, đó chính là Hà Nội, Hồ Chí Minh, Tây Ninh và cả Quy Nhơn luôn. Và đặc biệt Nhất Phong đang có một cái chương trình, đó chính là Ước mơ du học Hàn Quốc 2020, dành cho các bạn muốn có cái nguyện vọng hoặc là muốn có nhu cầu đi du học Hàn Quốc, với rất là nhiều phần quà hấp dẫn và giải đặc biệt lên tới tận 45 triệu đồng, giải nhất lên đến tận 35 triệu đồng và rất nhiều các giải khác. Nếu các bạn có nhu cầu hoặc là thắc mắc, mình sẽ để link để cho các bạn ở phía dưới nha. Và hy vọng sẽ nhận được tham gia của tất cả mọi người. Ok, và vlog ngày hôm nay đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi vlog ngày hôm nay. Bye bye.